Như vậy là hiệp 1 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 thì đội chủ nhà sẽ chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Vâng ạ. Cơ hội! Suýt chút nữa thì các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã có được bàn thắng mở tỷ số. Người vừa dứt điểm đó là Chu Văn Kiên. Pha phối hợp từ tình huống ném biên rất mạnh và tạo ra cơ hội cho Chu Văn Kiên ở phía sau. Bóng chạm đầu của hậu vệ Gustavo Santos bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và vô tình khống chế bóng hơi dài. Đã có một tiếng va chạm và sẽ có một quả đá phạt dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhịp khống chế bóng đầu tiên của Thanh Bình là không thực sự tốt, nhưng sau đó anh vẫn quyết tâm để xâm nhập thẳng vào khu vực 16m50 và đã buộc hậu vệ của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa phải phạm lỗi. Một chiếc thẻ phạt đã được rút ra. Quả đá phạt của Lý Nguyên, bóng không vượt qua hàng rào. Ít phút vừa qua đang là những phút thi đấu mà Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu tương đối tốt, rất nguy hiểm, không vào. Không thể hiểu nổi tại sao vừa rồi không phải là bàn thắng cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Lý Nguyên xử lý rất hay ở bên phía anh lang cánh phải. Đường căng ngang loại toàn bộ hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Nhưng hãy xem cái cách mà Big Grab đã dứt điểm trong phóng vừa rồi. Cự ly gần, không có ai theo kèm và một cú đá lên trời. Động tác giả rất hay, không vào. Một tình huống bóng lộn xộn trong khu vực 16m50 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý vừa rồi của Trọng Hùng. Động tác giả và ngay lập tức vượt qua được Trọng Long, tạo ra một khoảnh khắc sóng gió. Vẫn còn. Cú đá lại đi thiếu chính xác. Người vừa dứt điểm đó là Gustavo Costa. Pha phối hợp giữa Pinto cùng với đó là Trọng Hùng và cuối cùng được kết thúc bằng cú đá của Gustavo Costa. Tiền đạo của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã có chủ định. Pha xử lý hỏng là của Thanh Bình và đây là Pinto. Chân trái, không vào. Một tiếng đổ người kịp thời của Bùi Tiến Dũng. Nhưng trước đó thì cần phải nhắc tới pha xử lý không an toàn của Thanh Bình. Tiền vệ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có một tình huống trả bóng về có thể nói là vô cùng mạo hiểm. Và ngay lập tức thì Pinto nắm bắt được cơ hội. Vẫn còn Gustavo Costa cố gắng để thực hiện một cú sút. Đây không phải là lần đầu tiên kể từ đầu trận. Trước đó là một tình huống tấn công có tới 4 cầu thủ của Đông Á Thanh Hóa, nhưng anh lại vội vàng để thực hiện một tình huống dứt điểm từ xa với rất nhiều những cầu thủ có chiều cao tốt của họ. Vào! Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Đông Á Thanh Hóa vượt lên dẫn 1-0. Một tình huống cố định và chiều cao của các cầu thủ của họ sở hữu trong khu vực 16m50 đã trở thành lợi thế không thể bàn cãi. Cầu thủ đã bỏ lỡ rất nhiều những cơ hội ở những phút thi đấu vừa qua. Thi đấu có thể nói là khá thất vọng là Gustavo Costa vừa rồi đã lên tiếng. Tỷ số là 1-0. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha ăn vào của Gustavo Costa. Họ có thể coi đó là một tình huống mà trọng tài Tuan Yasin có thể đưa ra một quyết định nào khác. Hoàn toàn không có lỗi của các cầu thủ tấn công Đông Á Thanh Hóa với Bùi Tiến Dũng. Sâm Ngọc Đức, Lý Nguyễn, đây là Green Daniel. Vào! Tỷ số được sắp bằng 1-1. Một cú sửa lòng gọn gàng và chuẩn xác của Green Daniel. Thành phố Hồ Chí Minh đã có được niềm vui lần đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay. Bàn thắng đến ở ngay những phút đầu tiên của hiệp 2. Cả hai cầu thủ đã ghi bàn trong trận đấu này bao gồm Gustavo Costa của Đông Á Thanh Hóa và vừa rồi là Green Daniel của Thành phố Hồ Chí Minh, đều đã có bàn thắng thứ 5 cho cá nhân mình của mùa giải. Nỗ lực của Lý Nguyễn và vừa rồi là một cú đá miễn chê của Green Daniel. Tình huống vào đà và sau đó sửa cái lòng về góc xa, rõ ràng là không cho thủ môn Biểu Ngọc một cơ hội nào cả. Bên phía Đông Á Thanh Hóa thì cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của họ là Pinto.
Pinto đã có tới 7 bàn thắng ở mùa giải này. Tiền đạo của họ là Gustavo Costa. Đó là Gustavo Costa. Sai lầm. Đây sẽ là cú sút của Pinto. Không được. Bóng đi gần với vị trí của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ở trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và Topland Bình Định thì Công Phượng là người đã bỏ lỡ một quả đá phạt 11m. Và qua người của Green Daniel. Không có penalty. Đó là một tiếng xuất tướng nhanh của thủ môn Bửu Ngọc. Với tính chất quan trọng của các vòng đấu cuối thì VPF đã mời các trọng tài ngoại để điều khiển các trận đấu được coi là điểm nóng. Và trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc này cũng đang là một trận đấu như vậy. Cú chéo bóng thẳng về khung thành của thủ môn đối phương. Mùa giải năm nay thì Đàm Tiến Dũng đã có được phong độ tốt trong màu áo của Đông Á Thanh Hóa. Anh cũng đã có một pha lập công ở mùa giải này. Sau trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng thì vào thời điểm này tài chính sút xa. Trận đấu bóng đá rất thiếu chính xác của Ngô Tùng Quốc. Trận đấu giữa tài chính Tôn Yassin. Họ đã có bàn thắng xong tỷ số ngay ở những phút đầu của hiệp 2. Bỉu Ngọc xử lý có thể nói là không cẩn trọng một chút nào cả. Bóng đấu trước là sai lầm của thủ môn Văn Công câu lạc bộ Hà Nội để biếu không bàn thắng cho câu lạc bộ Hải Phòng. Và vừa rồi là một pha bóng mà Bỉu Ngọc đã xử lý quá chậm. Lý Nguyễn. Và đó là Big Grab. Ở những phút đá bù giờ đầu tiên của trận đấu này thì Big Grab đã lên tiếng. Lại là Lý Nguyên kiến tạo và sau đó thì ngoại binh của Thành phố Hồ Chí Minh lập công. Mấu chốt của bàn thua vừa rồi của Đông Á Thanh Hóa là pha xử lý có thể nói là quá rườm rà của Gustavo Costa. Đó là một cơ hội phản công dành cho Đông Á Thanh Hóa nhưng việc dền giữ quá lâu khiến cho anh để mất đi sự kiểm soát của mình. Ngay sau đó là một pha phối hợp của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đường chuyền của Lý Nguyễn và pha xoay người dứt điểm ngay. Đó thực sự là những khoảnh khắc mà Green Daniel Big Grab đã cống hiến cho Thành phố Hồ Chí Minh một cách xuất thần, ngược lại với khả năng thực sự của họ mà chúng ta vẫn thường được chứng kiến.